Rồi ca bán đây, lòng mẹ bao la thôi. Rồi vô lòng mẹ bao la. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dành giao. Em chờ chị Phạm Thu. Tình mẹ ấm áp cho các con nên người. Nếu một mai cha mẹ qua đời, sống làm sao một mình vừa cơ hàng mồ côi. Được không? Được. Mẹ ơi là hơi ấm tất cả của các con. Nếu mẹ đi con sống giữa bơ vơ một mình, lặn lội giữa cánh cò đau thương. Thôi cả tiếng là bán rồi thế hả? Em cài quá, chị đi quá. 500 ngàn. Đó, để đi chợ mua đồ ăn nha. Dạ dạ. Rồi nhưng tiền á cho ai thì cũng để lại đi chợ mua đồ ăn nha. Dạ. Không có cho hết nha. Dạ. Ừ. Cảm ơn anh chị hết nha. Dạ, 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 cho mẹ ăn nữa nha. Dạ. Mua cà phê cà pháo. Chị đã giao cho mẹ kia người dạ. Cô chị đi. Cảm ơn mẹ. Rồi kêu ca đấy tiếp. Nó ngu hết rồi trời trời. Nó bắt ca hoài rồi. Nó cũng không biết. Nhiều quá, cảm ơn chị nha. Rồi. Năm mới chúc anh chị mặn ăn phát tài phát lộc vợ chồng thủy chung nha. Đó là cũng là bệnh tâm thần anh chị bỏ qua giùm. Cho mẹ đi nghe mớ thấy mời cà bà cụ. Cho mẹ đừng có lấy nha. Đừng lấy tiền của mẹ nha. Dạ. Lấy tiền của mẹ sau rồi nè. Anh Tiến nói lại là không lên với nhau. Dạ dạ biết rồi. Để mẹ tiền trong túi cho mẹ vui biết không? Cảm ơn anh Tiến đầu giúp cho em nghèo khổ cho nổi nha anh Tiến. Kêu ca nó cũng cùng nó không biết gì cho anh chị. Ca mới thưởng hay không? Ông nhìn tôi gỗ ha. Ca của tôi bán lại đắp không á. Chị của mẹ để cho mẹ vui nha. Đi mời đám giỗ nè, mời đi đám giỗ chục bàn anh Kiệt kêu đi. Mơ. Mà dạ. Để tiền cho mẹ. Mà ca ok rồi nha, tôi lên bàn rồi tôi cũng ca rồi, ca này ca. Tôi thấy quá ớt. Mừng rồi đó. Tưởng mà mừng lên. Ca nữa đi. Chạy tới đây tới chiều nó. Ca tới chiều. Rồi tới chiều nó. Tới tối. Nó hay không? Thấy chưa? Miễn có mơ miễn có bác là mơ vui là cả xuân ca tới chiều bên. Tới mơ. Chị kêu ca đâu ca ha. Ừ. Thôi đó mọi bà. Ca vừa thôi thôi thanh tiếng đó nha. Mày tao chào cả vui nhau. Dạ. Nè mơ mốt mà nghe. Còn mới chết ung thư kìa. Không bây giờ ca đi đừng nói chuyện tầm bậy bạn với ca thôi ca bản chuyện nè thu với anh xong ca nè rồi tự nghiệp không vô ca bản chị giờ tình cha đi tình cha mập cha mẹ vẫn thái dương lên trơn tao bỏ nhà đi ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn bữa nào mà đã bớt 50 ngàn không chinh còn được 2 cục là chinh cho anh chơi nè sợ tôi lấy tiền đúng rồi lấy cho mẹ vui nhau mô mốt nghe mà. Lấy là nghe lấy tiền của mẹ là không lên đây luôn á cái thằng nào dưới Cà Mau cũng xin tiền mẹ không cho lấy dao đâm nó chết luôn thôi bỏ đi thôi nó không nó bậy lấy tiền bác bậy không có nghe không không nghe tiếng la kìa không có nói là bậy nè đang quay không có nói bậy vừa dạ dạ bây giờ chỉ ca hát biết rồi biết rồi không có nói chuyện gì của người ta nữa dạ dạ không nói bậy bạ nữa nó cùng đi biết là thương nha hoạt hồn rồi vô đi cái này bây giờ mấy chị rồi mấy anh đẹp quá bà Yên Hậu tôi cũng dạ mừng. Rồi chị 70 tuổi rồi nè vậy nè hả ừ, thằng Phật ơi bà lỡ rồi ông rồi chắc tương bà này dạ chào chị mấy nhiêu chị mới 18 mà trời ơi nhiêu 18 tuổi tụi cô này tụi này 20 rồi chắc tôi cũng 21 mà tới nói rồi ta hỏi đi dạ tới này ông đó là 14 à 14 tuổi rồi ha chị là 70 chị lớn nè ngày tôi 16 tới 77 tuổi rồi chắc chị thương cô đó hả chị thương con qua ở quay lên tới tội nghiệp á tới ồ tới hiền mơ nó hiền bảo nhìn nó biết ha ừ. Ca gọi nó cùng lâu thấy không á sửa sẵn là đẹp gái rồi thấy chưa ca bản a à, khắc thiên kiều đây rồi anh chu sa đó ca đi hai anh em cùng mình ca tội nghiệp ổng thiên kiều ơi em từ xa về miền đây thăm tới mơ thăm tới em ơi ca bán chu sa đi rồi chu sa yêu nhau có bao giờ có tội phải không anh không. có tội hả? Không bao giờ có tội nghe cái gì mà ậm ậm rồi không được yêu vậy là ừ. Mà từ bấy lâu nay em nói rằng ấm áp mãi trong tim tim đâu có
có gì mà tôi nghe cầm cầm cả. Đâu có gì đâu. Nè, vỗ tay. Nè, tôi nghe đâu mà tiếng trống tới nè. Thấy gì? Tiếng tôi nghe đâu tao tiếng trống gì? Tiếng trống mày làm ma. Tiếng trống tới nè. Tới nữa đi. Trống chết tới nữa tôi ra cầm. Nè, nè, bò ca tới luôn. Bà mình anh em giữa nhau đâu được đạo lý thiên từ. Mà em muốn nói với điều quan trọng từ lâu. Em không có yêu anh bao giờ, chỉ xem anh như là anh ruột của em. Lòng mày tự tha, lòng mình hảo tâm. Rồi Thiên Kiều, Thiên Kiều, Thiên Kiều, Thiên Kiều. Nhiều nhiều hảo tâm đi. Rồi bạn Quỳnh á, ghê rồi. Cà luôn đi. Năm mười. Cà đi, anh đây. Thôi giờ mơ 50 về hảo tâm hơn, 100 hảo tâm. Tốt rồi, tốt rồi đó. Tốt rồi, bạn tốt nha. Thấy không, bạn tốt em ơi. Ôi, tốt quá trời ha, cảm ơn bạn nha. Chồng của bà tốt ghê nè, hai vợ chồng tốt ghê. Ổng trẻ hơn bà ha. Ổng 14, bà 2, bà 18. Cảm ơn nha. Để cái này chị nè nha, chị dạ. Cho còn đây là chồng bả. Chị ở bạc đầu nha. Còn đây chồng bả, dạ, chồng bả dạ. 14, bả 18. Dạ. Đây 20, đây 21. Còn chị là 70. Dạ, ông chồng mơ tới tận nghiệp ông Phương mơ. Dạ cảm ơn anh chị nha. Chúc hai chồng ở bạc đầu đi chung nha. Em ở riêng mình anh ở giá luôn. Nuôi mẹ em bệnh chắc quá. Chắc chị mới bốc đầu chị có dẫn bồ lại thăm em nha. Trời ơi, chồng chị chứ bồ đâu, chị bồ. Dẫn chồng chị là thăm em luôn. Vài năm sau. Ừ. À, ông thôi ông sau. Đi rồi mình ơn cũng được, không qua mất công nữa. Ừ. Thôi chị đi mình ơn đi. Đi mình ơn đi. Dễ đi, đừng có chồng con vậy cho mệt. Ok, tôi cùng với mấy ông khoái kìa. Tôi mới cùng á. Đừng có làm mai cho chị nha, chị già rồi nha. Ai ông tốt luôn. Thôi để xài đi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn anh chị hết nha. Thôi không bao vậy đó, ham tiền hết đi. Có tiền mấy ca. Khôn như quỷ. Ông lấy qua tao nghe nha. Ông 14. Bỏ túi xài đi. Ở đây không muốn xài tiền. Dạ. Yeah. Biết đi làm gì vui nè. Dạ nghe không? Nghe không? Dạ em nghèo không có tiền. Mới xài dầm tiền. Mới xài dầm kia. Ơi. Bữa nào đi chắc cho ông bả ha. Đó cho ông bả rồi đó, hai vợ chồng cho ông bả rồi đó. Mẹ. Nhà này không có đồng bạc nữa. Dễ thương. Không có tiền chị. Nghèo. Ở đây xài mày. Dạ. Tiền mẹ là 11 không lợi nữa nghèo. Dạ. Hứa chứ là nè, tiếng mà nghe tiếng nói là không lại liền ha. Con hứa với má là không có lấy tiền má. Đi mặn xong. Ừ. Không đi mặn luôn ở nhà mẹ con ngủ hỉ. Dạ. Có cái gì điện thoại cho tiếng về. Nhà đây là mơ mốt lại đi chơi đông quay vòng gần quá chị. Nè. Mỹ Hàn Quốc rồi. Chị thấy mà. Mơ mốt không có mua đồ ăn gì nói cho tiếng về. Dạ. Không bỏ nhà. Dạ, chị Tăng anh Tăng đồ vô thương. Nha. Anh nói ca họ cũng cháy tàu. Dạ. Mơ mốt anh tao bậy tao bạ đang lấy tiền xài anh. Mơ hùng đó anh Tiến với anh Tăng, chị Tăng là muốn điện mơ là ngoan rồi. Dạ. Mơ mốt ở nhà với mẹ. Dạ. Có cái gì điện cho Tiến, thấy không? Dạ. Tao kêu ca là cho tiền hả bà, không cho anh vui á. Cái âm như trong kia kêu ca là quá. Hả? Là anh đẻ chưa? Đâu biết đẻ. Không biết. Đẻ đẹp lắm bụ con. Bà coi đó bà kiếm bà gã cho tao nói coi. Bụ con. Không, giờ ở đây đi. Kêu mẹ ra đâu. Thôi đó, có nhà anh đi khỏi. Tới nhà chứ đâu. Không, giờ thăm mơ rồi. Thăm mơ, mơ ca là vui. Tới tụ nghiệp phải không? Nè, lại đây trước là thăm bà phụ với mơ. Dạ, dạ. Rồi đi về chứ không đi đâu hết trơn á. Dạ, dạ. Thôi ca đi, ca vui. Ừ, đúng rồi, ca vui. Ca bán đi. Ừ. Công tử bán đi. Ca không ca. Ca đi, cho chỉ nghe cho kêu nghe tiếng đàn ngày sau. Sao câu như sông là nghề hoa cao dặn lòng. Về bạc liêu danh tiếng ôm lại cổ vàng son. Bạc liêu ngày đó xa rồi. Bạc liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng nghe tin công tử bạc liêu đốt thiền nấu chinh tỏ ra mình giàu được không? Được. Cho nhân về bạc liêu mấy cầu cho nhân lời bạc liêu quê mình. À, tôi cao quá thù ông nội ơi. Ca cổ được không? Ca thi thế đi, ca cổ đi. Ca cổ luôn ha. Ca thi thế đi. Yêu cầu ca, miễn có ca được rồi. Ừ, chẳng thông là kêu ca, mà không chịu ca. Mình ca vui mà, mình đâu phải nghệ sĩ đâu. Dạ. Ca vui thôi. Bạc Liêu ơi, tôi chưa đi về, người cô mẹ qua du lịch. Mà tôi chỉ đi ngang mũi mặn.
không? Tôi đi thăm du lịch người miền Bạc Liêu, gái đẹp tuyệt trần. Người miền nói chuyện đời bến mơ bớt khổ, dài nắng dài dầu cho cha mẹ tuổi thọ sống ngàn xuân. Ai có đi qua Bạc Liêu muối mặn đường quen, anh chị giữ giùm người chùa thôn Lâm người miền đẹp nhất. Ông này ông cười con hoài nè. Cười con hoài à. Nó cười con hoài. Nó cười con hoài. Không phải đâu qua cầu ca. Ông này bị bệnh gì nữa hả chị? Bệnh nặng rồi. Bị nặng rồi. Đưa tới tôi cũng giữ luôn rồi đó. Được không? Hay, vô. Vô nữa đi. Hay. Ai có đi Bạc Liêu cho tôi nhận gợi, người đất gọn Bạc Liêu, người trái mình dậy trắng bốc đẹp tuyệt trần. Bạc Liêu nè, Bạc Liêu nè, chị Bạc Liêu, chị Bạc Liêu nè. Giang anh đi, chị anh đi, dưới cào đất mũi mặn đường phèn. Ôi tôi đi người miên bầu trời, ai cũng đi du lịch cả. Xe ô tô tấp nập chè nhìn gái miên hát điệu thôn quen. Tôi muốn đến đó thăm du lịch người chùa miên, để cuộc sống người được cười vui tuổi trẻ. Được không anh? Được, hay rồi. Thấy dữ rồi đó. Nghe rồi. Thôi rồi, em ca đi anh Tiến ơi. Thôi em ca đi hai nè. Thôi mở ca nó đi. Em ca này ca vô luôn. Vô. Ca bản khách của anh ơi. Bản gì cũng được hết trơn á. Tôi ca, tôi tới lại luôn. Muốn ca gì ca. Chị chào con nữ nha. Cho tiếng một like chia sẻ đi. Đây là cái cậu dừa được không? Được. Ca là cái cậu dừa, bản hai bản nghỉ nha. Chị kêu ca bản, ba kêu chơi chục bản luôn đi. Chung cụ hộ làm hai chục bản luôn. Thôi tao bỏ đi cho thưởng đó. Lại luôn cô ca cho tôi một bản ra chạy ca không ừ, biết nhiều lắm à đậu nóng luôn bắp ca mà ca tới chiều luôn à nhất ra mỗi lần đợi năm đến hai tiếng hồ không ca là không ca làm như ca cái này có người dựa dựa hả ai là ca không ai dựa như có máu dân nghệ sĩ là ai rồi tao dựa vô rồi nhập vô ca có giọng chứ không phải muốn ca ca đâu dạ dạ nó nhiều khi anh không thuộc mạnh mà có tự cái ca có ca được không á mà có cái tiền mà nhập vô cái mạnh lắm không phải không có tiền không ca là vậy tao bả đứng ra đông đứng ra ông ca ấm dỗ mà ông ca được lại không tiếc không có máu dần nghệ hả chị ừ. Chị ca hay của chị nè chị này ca hay lắm nè ông nó trẻ hơn bà ha ông nó trẻ hơn bà già mà giống anh em ruột với vợ chồng gì trời ừ nó nhìn ngộ ha ừ. Với bà già ông trẻ ha trẻ khô rồi trời ông này bà giữ để ông có bộ đó thương mơ không tất cả tụi em hả coi đây là có gia đình chưa đây hả coi anh có gia đình đây nè chị mình ngồi nè không cái không được hả đóng người gì ha ừ chị coi 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 thẳng coi nhìn thẳng luôn coi nhìn thẳng coi anh nhìn hả? Thẳng coi anh có gia đình à có nhiều lắm nghe anh tuổi gì tuổi tí tuổi chuột phải không ừ. Trời ơi chuột với trâu hợp lắm đó nói là bậy bà bậy bà cự mà trong bàn đó thôi đừng nói hả chị chuột với trâu hợp lắm đây là trâu phải không đúng đó thấy không đó thấy không trong bàn bởi ta cự ha chịu không hợp lắm chịu không nhìn kết luôn chứ chịu gì nhìn kết luôn hả ừ bởi giận đi bởi bà cự đó mà trong bàn đó bên kêu ca bánh dẫn dẫn ba tàu mà ăn lớn lắm đó rồi kêu qua đây ngồi ha thôi thôi cậu ba chữ chết à ai chữ vậy là chị này vợ hả không có hả vợ chị cái này là chị thứ năm chị ruột đây là em út dạ đây là chị thứ sáu dạ đó thằng mơ cùng thấy không ta lớn đó thấy không anh bộ nhóc à ổng cũng như mơ ha anh em cũng đông lắm luôn anh bữa nào đi đám cưới xuống rồi chú nắm chú bủ tôi đồng thấy nghe ừ còn chắc luôn các bạn cùng luôn ông này được đẹp trai chứ có gì bán gì ca hay bán không không có thứ mấy giới thiệu biết đâu cà phê bán đi hồ cá uống cà phê nè thứ mấy không hồ cá hồ cá chân dạ thứ mấy không dạ thứ tám hả rồi thứ tám ồ đông lắm mẹ bởi con mơ nó khùng đó con mơ ừ. Anh em con đâu bằng hả mẹ anh em con thứ mấy mẹ nấu cho mấy anh chị nghe coi mày thì thứ tư rồi không có cô tôi thế kìa mẹ có ba người rồi cha anh em con Sài Gòn con cũng thứ mấy chú nắm chú sáu đẻ có 7 ngày tự giận chết chim gì nuôi sao bằng ta ha đông lắm đó vậy phải thương không phải thương mẹ dạ mẹ mẹ kế mẹ ruột con chết trong lúc tự giận ba con có bồ khác ông này ăn ảnh lắm mà nghe đẹp trai ha
đẹp mà hiền lắm. Rồi nó dai đi, nó dai ca lên. Thôi em với anh ca một quả ca. Chờ Nghĩa Bích nha. Đây, không ca. Ca thí đại lên anh em ngồi chơi. Không, nó không đi đâu gì mà lên nhà môi nó đi liền á. Dạ. Anh nãy nói tuổi gì em quên rồi. Tí. Tuổi Tí mà ăn giàu lắm. Giàu không? Giàu năm nay tấn tài tấn lộc luôn. Đi ra đường đám dỗ đám tiệc bồ nhìn anh mê luôn. Anh đẹp trai hơn này đó. Thằng này nó trẻ mà không bằng. Anh chững chạc. Mà tính anh thương người lắm đó nha. Hiền lắm. Thương người lắm. Sao nay kêu Tí bằng thằng rồi? Đâu có bằng anh luôn. Mới kêu thằng đây. Anh Tiến kia chứ đi đẹp trai chứ không bằng anh. Anh lớn tuổi mà anh đẹp hơn Tiến. Anh vô bàn mơ chứ. Tiến bỏ cho khỏi cứ mua cá ăn luôn rồi. Chết rồi, bữa nay mơ hạ thấp Tiến quá rồi. Cô chú anh chị mà. Anh Tiến có khả năng đủ ga, còn anh không khả năng đủ ga. Bữa nay Tiến mơ hạ thấp Tiến à. Xin chào cả cô. Tôi còn nhìn kìa ha. Bồ tôi đâu bằng ông đâu. Bồ em 60 củ nhăn trơn à. Chị là chưa thấy bồ em hả? Ừ. Em bữa nào ra cho bà thấy. Thấy rồi. Thấy chưa? Tên gì? Tên gì? Rồi nó ngồi tiếng chữ đập điện thoại đầu nó thấy ông nó ứa kìa. Rồi đó mình đi ra ngoài à, bồ em chơi nè. Thôi ngủ đi luôn á. Thôi không đi. Ra ngoài nhậu nhạc đâu chơi. Thôi. Ngoài thì ghê, có thấy mờ lên với bồ em ghê. Ghê hả? Không được hả? Ôm mơ không thèm mày. Dạ, vậy ra mấy bà tay bà không chịu rồi đó, 60. Chịu. Anh đẹp hơn bồ của em nhiều. Nè nó nghe. Em với anh ấy nè. Nè thương thì thương ngồi đâu đó đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng mà thương cặp cổ không làm được rồi. Không được rồi. Ghê bà là thấy ghê á. Không chịu cặp cổ. Đừng có vậy nghe. Bồ em ôm hung nữa. Không cho. Chịu hả? Thấy bỏ ra luôn. Chắc là bà này gắn bồ em chắc bà trốn luôn à. Mơ. Thấy bỏ ra luôn. Không có hung nữa, thấy đồng kiểu mà thấy là bỏ xứ rồi bỏ giờ. Lăng tăng lăng tăng. Đó em chung quá ha. Đừng thèm gì bà thầy ra bà coi thế nào thấy không bà có ha không luôn ôm luôn ha cặp cổ luôn đó thấy không bà không chịu bà thầy mình mơ thấy không chịu lên đây mới gầy nè rồi mình không kiệt ha à không chịu ha anh mơ nít mà vợ chồng ôm hung rồi tôi làm có rất là tăng ruột chạy bữa trời tao quay phim mà ôm hung rồi làm có trời bộ một cặp mình mới có chồng ơi vợ ơi vô trong phòng rồi đắp mình cái đấy từ sáng tới chiều mơ có không nít mà anh Tết mơ hai anh chồng em vợ rồi chúng ta đuổi bây giờ không cần dạ không cần hung được phải không rồi đi bỏ đi hai ngày mới gì phải không dạ thấy không thôi nghe đứng đi nữa nghe đẹp trai lắm bà cũng phải giờ cắn bà nuôi chắc im à thôi không được thấy gớm mà đẹp trai chỉ có chồng rồi chị không nuôi một thời ngon lắm á đừng có nằm nhìn kỹ đi thôi chịu cà phê mình à vậy hả thằng ơi vậy là ba không chịu ha còn đẹp ha má chịu trai đâu là nước mái ông chứ bà đẹp trai đẹp gái đậu ăn đẹp ha ở bên Mỹ bộ bên Mỹ hả không nó hỏi bộ bên Mỹ tay về rồi vô bản nào vô bản ai ai coi rồi ca bản gì chiếc áo của ba đi rồi nó là ca bản gì giờ muốn ca gì ca ca gì ca cái gì hả xin đi cô dừng chân bước cho tôi hỏi thăm rồi quá dài sầu chuyện gian dở đến thiền môn thất lục dục tình nay bị đời kêu ngào mai nắng nha yêu thơ đâu phải vì tình yêu mà phải buồn ba chết thì xin tiểu thơ dừng chân lại chùa của tiểu lâm mình tu niệm một khóa tu hành sao nữa quái nghe chắc yêu thái mình nè rồi sao nữa tới ơi người đi tu xuất gia không nghĩ đến ân tình cửa từ bi mở ra người tội lỗi chính đi cố đừng buồn đục dục mà bỏ đời cô áo nhà chùa để kẻ tu niệm trời cao vì tình vợ chồng chưa non hẹn nước cái thị cái chung nghèo phải giữ bền lâu đâu phải vàng tiền mà tình đủ ra bán đời vui vẻ được chưa Tiến hay thôi hồi đi chơi chưa ừ khang Tiến ơi hồi đi chơi đi chở ra hai lúa rồi chơi đi ra ca đi mà ở đi anh đi hai lúa rồi chơi đi nào ca đi đi cá câu rồi chở đi ô tô hả đi chơi đi chở đi cho nó biết cho nó biết dạ lâu lâu mới lại một lần thì ngồi ca hát đi má đi xa đét rồi chơi ừ đâu thì ca hát đi đi đậu đi chơi đó đâu ngoả tên cả độ quần ra cho đét là cầu chết mẹ luôn bây giờ ra ca đây chứ dựng không ra cho đét mà ca vụ này đó đó thôi mơ ông trốn luôn mơ
giờ ca đi cho mấy bữa ca. Dạ, tiếng ở đây bữa nó đi quay ăn mà có chị Vấn Hương bắt cho đế ca ra nhìn em kẹt luôn. Mấy chồng cá giả nó trời ơi bà mơ đâu phải nghệ sĩ độc quyền đâu trời. Em mua đó muốn trốn luôn á. Trốn cái bà kìa nè. Trốn cái quán là bà qua lúa. Có bà Vấn Hương ăn nữa bà nội tôi bà còn nhảy giật giật qua đường. Đi với ông Chị Kiều Mỹ đó. Ờ cha đét ta coi em gặn gặn luôn. Thằng ơi. Mơ là nổi tiếng mà. Độc quyền người ta bên Mỹ về còn này tôi thấy cái bà nội gì đâu mà đưa ca nữa. Mơ là idol mà. Hả? Mơ là trở thành idol rồi. Em ha. Idol đầu chọc. Chơi tiếp mà đâu biết đâu. Ông nó không biết rồi cha. Ông biết tôi không? Không. Tôi cũng không biết không. Đội cái nón lên, cái nón nó mất tiêu rồi. Em hả con hả? Rồi ấy luôn, giục mẹ luôn. Thì ấy. Tao nó quậy. Nắng quá là điên luôn à. Chị là chơi với em thấy mắc cự á. Giục cái đâu? Giục mẹ luôn, nắng đầu giục. Gặp bà bầu nữa, anh thấy bà bầu còn thấn. Anh chưa thấy bà bầu hả? Để ngồi chẳng ổng bả lên mà bầu ra ổng bả hết chứ. Rồi nó vẫn bầu chắc bà chịu bà nói chuyện gặp chị Sáu đâu mân đó. Tuổi già mà. Rồi để mà bầu chờ chơi nha. Anh ra là tiếp. Là bầu chờ bữa con chắc nói chuyện với ổng rồi chuyện. Nó nói tôi cái gì tôi già già chặt cũng nói chút không có cái xô cấp động. Chết rồi trời trời chết nha. Cái bà cũng bị tưng tưng. Bà cũng bị tưng tưng. Nhà có ai vừa tấn ai nặng hơn bả nặng em đi uống đồng nói là dạ thưa đàng hoàng đây nè hết bao chứ nó lỡ chừng cái nó tôi giật chồng cái thép xuống đầu chồng hết mày đấy mới uống đầu qua cái nó cà nó hết từ nửa cái đầu đi cà hôm nay bảy nay tụi chết thì mơ ơi nó nói tôi giật chồng xong lên mơ ơi tôi nghe lời nó đó rồi giờ vô ca bả hai bệnh nữa rồi đó bả nói em quýt bả cùng nó nói tào lao rồi nhức đầu nữa rồi đó. Đi lên bà Sáu trên thôi. Ừ. Thì khán hộ đi. Dạ, thôi bạn đây bạn. Xin chào khán giả. Dạ. Chào khán giả nha khán giả. Ủng hộ cho ông Mân lai sáng mà anh chị nè thấy mơ nghèo khổ có đồng bạc cho tiền. Cảm ơn anh chị chúc mùa xuân năm mới bằng an phát tài bất lộc nha. Vợ chồng bạc đầu thủy chung ăn Tết đầu cười giỡn nha. Đừng có như qua buồn bã nữa đó. Buồn bã lũi rồi đó. Mới làm bạn bạn đợi đợi từ. Tôi đi nữa tôi gì. Tiếng, chào, lên bà sẽ đập chơi nè anh bầu chờ chơi thăm ông bà chơi tôi chú anh chị có thư tiếng lên bà ông bà chơi đây bạn của bà đó chị Sáu không có mình ghé thăm chị Sáu một chút.